Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, ba trận cờ hay tại giải tứ kết lượt về Cúp Phương Trang. Trận này diễn ra hôm qua ngày 19 tháng 7 năm 2023, mời anh chị xem. Trận đầu tiên Thẩm Nghị Hào Malaysia cầm đỏ đi tiên, lại Lý Huỳnh cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ. Chơi đến đây, Thẩm Nghị Hào cầu hòa huynh đồng ý, vì chỉ cần hòa huynh vào bán kết. Mời anh chị xem ván thứ hai, Tưởng Xuyên Trung Quốc cầm đỏ đi tiên, Nguyễn Thành Bảo cầm đen đi hậu.
mời anh chị xem. Chang Jun.
Chơi đến đây Nguyễn Thành Bảo buông cờ nhận thua, em xin đi vài biến để dẫn đến sát cục. Trang Chuyên. Trang Chuyên. Trang Chuyên. Mời anh chị xem ván thứ 3. Nguyễn Minh Nhật Quang cầm đỏ đi tiên, Vũ Quốc Đạt cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.
将军。将军。
将军。将军。将军。
Chưa đến đây hai bên đồng ý hòa, video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em, nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị, xin cảm ơn anh chị, chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.